Добрый вечер. Добрый вечер. Như vậy hôm Как nay em дела? chưa kịp ôn лại bài cũ à? Спасибо, хорошо. Так, bận quá đúng không? Đấy. Да. Dạ vâng. Thế như vậy là gì? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một chút nhé. Hôm trước chúng ta học cái gì nào? Đó là danh từ số nhiều. Đấy. Đó khái niệm mới là danh từ số nhiều. Bởi vì từ trước đến nay chúng ta chỉ mới nói danh từ ở số ít. Ví dụ stone sang số nhiều sẽ là stalui. Stalui. Đấy. Ta stone stalui. Parfien. Parfienli. Parfienli. Đấy. Musei. Musei i. Musei i. Đấy. Đó. Đó là danh từ giống đực. Bây giờ chúng ta sẽ xem một số cái danh từ nó biến đổi đặc biệt nào. Tác. Danh từ biến đổi đặc biệt có brat Thầy ơi, sang đá. thầy có xe đang xem màn hình không? Thầy hình như nó chụp. Vừa rồi chúng ta nói là các danh từ giống đực có các dạng đuôi ư, đuôi i đấy, stone, stalui, parfien, parfienli và musei, musei i đấy, tác vụt. Đó, thế đến đây thì chúng ta thấy trong các danh từ giống đực thì nó có khá nhiều những cái danh từ mà nó biến đổi đặc biệt khi sang số nhiều. Chúng biến đổi theo một cái định dạng nhất định. Ví dụ như là brat, bratia, bratia, da, druk, druzia, Druk, druzia. druzia, Chúng ta cứ phải đọc cho nó quen đấy. Stul, stulia, stat, stulia, stulia, đấy. Sơn, sunavia, snavia, sunavia. Mush, muzia, 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 đấy. Muzia. muzia. Đó đấy trên nào, đấy. Đó. Thế tiếp theo nè. Chúng ta sẽ có các danh từ biến đổi theo một định dạng thứ hai. Đó là đưa thêm đuôi a. Dom, Dhamma, Dhamma, Gorat, Gorot, Garada, Gorada, Doctor, Doctora, 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 đọc là Doctora, 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 Doctor, 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 Doctora, Doctora, Doctor, Doctora, Doctora, đã. Passport, 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 Passporta, 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 đã. Glass, Glaza, Glass, Glaza, Glaza, Golas, Golas, Golos, Galasa, 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 đã. Хорошо. Tiếp theo là chúng ta sẽ có danh từ Rebionuk, một em bé, Revionuk, nhiều em bé, Dieci, Dieci, đấy. Yeti, Chelaviak, Chelaviak là Chelaviak, số ít, số nhiều, Liudi, Liudi, Liudi. đấy. Đó. Thế như vậy đó là các danh từ giống đực mà nó biến đổi đặc biệt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một vài ví dụ đấy. Ví dụ nào. Hôm trước thì chúng ta chỉ đi nhanh để chúng ta có một cái khái niệm. Hôm nay chúng ta sẽ có một vài ví dụ để thực hành. Tác vụt. Thì giáo hỏi em sto et sto et Journal et journali, journali. journal Đà, chúng ta cứ nói rõ thế đấy. journal Eternally. Đó. Quan trọng trong tiếng Nga, nói tiếng Nga hay khi mà chúng ta nói đầy đủ âm. Đấy. Chứ không phải là có một số bạn nói thấu thấu đi xong bắt đầu là bớt bớt một vài âm, không phải. Người Nga người ta nghe rất là kỹ. Vì đó là ngôn ngữ của người ta, đúng không? Chả khác gì mà người Việt Nam chúng ta nghe cái người nước ngoài nói tiếng Việt. Nói cái gì sai chúng ta biết ngay. Đấy. Bởi vì đó là ngôn ngữ của chúng ta, tương tự như vậy người Nga cũng vậy. Khi mà em nói tiếng Nga đầy đủ các âm thì người ta coi rằng đó là em nói tiếng Nga tốt đấy. Thầy hỏi tiếp nào. Kto ete? Eta đen Ete yeti dieci, ete dieci đấy. Kto ete? eta Ete yeti dieci, dieci. Đúng nào? Dieci. eta Ta хорошо. Sto ete? Sto ete? eta Ete slo slavari, slav slavari đấy. slavari Em chưa đọc quen nên là em sẽ khó đọc. Nếu mà đọc theo thầy giáo thì em đọc được đấy. Đó, bởi vì sao tự đánh vần là nó sẽ hơi khó. Sau đó là gì nữa? Nếu tự đánh vần ra không biết là mình đọc thế có đúng hay không. Thế có thầy giáo đọc mẫu cho rồi thì là lúc đó nó sẽ tự tin ngay đấy. Adin Slavar, Adin, Adin Slavar, đấy. Adin Slavar, Ete Slavar, Ete Slavar, Ete Slavar. Много Slavari. Slavari, Mnoga là gì? Slavery Vừa rồi thì ra nói là gì nào? Adin là một, đấy. Adin, một quyển, Adi một quyển từ điển, đấy. Adin, nói là Adin, Adin, đấy. Đó, cái từ Adin. Đó, cho nó nhỏ đi nhé.
Tạc anh nhìn đó, anh nhìn thế mà à, nhiều nè, monoga là nhiều đấy, anh nhìn là một, monoga là nhiều đấy, đó anh nhìn là một, monoga là nhiều. À thế đây là số từ, số từ anh nhìn đấy à, là một. À, monoga là trạng từ, trạng từ có nghĩa là nhiều à, theo cột đấy à. Ta kia gavarius to, ia gavarius to, à thầy giáo nói là gì nào, ia gavarius sto, ia gavarius sto, ia gavarius có nghĩa là thầy giáo nói cái gì, tôi đang nói cái gì à, đấy sto ia gavarius, gavarius sto, ia gavarius đấy à, tôi đang nói cái Tôi gì, tôi nói rằng ia gavarius gặp sto à, tôi nói rằng à, đấy à, đấy tôi đang nói cái gì, tôi đang nói cái gì thì là tôi à, tôi đang nói cái gì, stoya gavariu, stoya gặp gavariu là tôi đang nói cái gì, tôi động từ tôi gavari là động từ nói đấy, từ gavari là nói tác à đó à. Thế à, đây là gì, nếu mà sto đứng đằng trước thì nó là cái gì, nếu nó đứng đằng sau thì lại là rằng, tôi nói rằng đấy, stoya gavariu tôi nói cái gì vậy, ia gavariu sto à, tôi nói rằng đấy, tôi nói rằng tác của chi này thú vị chưa đấy. Đó Dạ, đấy, gặp tác vụt à, tác stoi gavariu à, mình nói cái gì nào, ia gavariu sto à, ia gavariu sto tôi nói rằng, ia gavariu sto a jin slavar tôi nói rằng một quyển từ điển, ia gavariu sto a jin slavar, a jin slavar đấy, a jin slavar a mnoga, mnoga mnoga slavari, thế còn nhiều, mnoga là nhiều, nhiều thì người ta Mình sẽ nói nói slavari, Slavari. slavari đấy. Vật tạc vật khá à, khá là tốt đấy à, dom à, ia gavariu sto a jin dom, tôi nói rằng a jin một, a jin dom, a jin Dom dom, a jin dom, a jin dom đấy, Edim Dom da a mnoga, Edim Dom mnoga da ma, mnoga da ma, nếu mà nhiều thì nói là da ma đấy à, đúng không à. Thế như vậy tôi nói là gì nào, một cái nhà a jin dom, a jin dom đấy, Adim Dom đấy monoga đa ma đúng không, tác vụt nó cái cha à, mà tác vụt à, thế à, tác mình nói tác vụt có nghĩa là thế nhé, thế nhé đấy, tác vụt, tác vụt à, khá xấu tác à, yêu cầu a jin stun, a jin stun tôi nói rằng là có một cái ghế, a jin stun, a jin stun Adim đấy, monoga, monoga nhiều nè, nhiều stulia, stulia đấy, monoga stulia đấy, đó tác vụt Monoga à, toze same cũng 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 là vậy à, toze same đây cũng vậy, toze same đấy à, toze same toze à, toze same đây cũng vậy, toze đây cũng như thế đấy, toze same là cũng như thế, đây cũng như thế đấy à, vot tut à, vot eta tut tut toze same tut là ở đây, tut 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 toze same ajin, ajin stone, ajin stone, ajin stone, ajin stone mnoga staly, mnoga staly đấy, mnoga staly tak хорошо ajin, ajin журнал, ajin журнал tut ajin журнал, tut a jin journal, tut là đây, tut 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 là đây, tut a jin journal, tut a jin journal tak mnoga journaly, journaly đấy à, nếu mà nhiều thì sao, nhiều journaly đấy, tác vụt à, хорошо tak a jin ребенок, a jin ребенок, ребенок à đấy à, a jin ребенок là một em bé, a jin ребенок à, đây là gì nào, a jin đấy, ребенок, ребенок, один ребенок, один ребенок, đấy, à tak, один ребенок, thấy chưa nào, вот, à много, много, дети, дети, это дети, один ребенок тут, один ребенок тут, один ребенок, đấy, à тут, à mình nói là тут, 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 тут là ở đây, тут, 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 да, тут, 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 đấy, tut à, tiếng Nga nhiều khi nghe nó đọc nó ngộ ngộ buồn cười đấy à, có những cái từ nó có một âm tiết thôi đấy, tut tut là đây đấy à, tak à, tam là đằng kia, tam là đằng kia, tut ở đây, tam là đằng kia đấy đó, tut tam, tut tam, tam tut, tam tut à, bắt thạc vật à, khá sâu à, tak à, dễ chi
Ребенок. Тут один ребенок. А тут много дети. Тут один словарь. Да? Тут один словарь. А много словари. Словари. Да? Тут один дом. Тут один дом. Да? Тут один дом. Вот. Много дома. Дома. Так. Тут один стул. Один стул. Тут один стул. Много стуля. Стуля. Тут один стол. Один стол. И тут один стол. Да? И тут один стол. Много столы. Много столы. Да? Столы. А, так вот, да? А, đó, thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau thực hành các danh từ giống đực. Xem các danh từ giống cái nào. Danh từ giống cái đơn giản hơn đấy. À, danh từ giống cái có cái gì? Danh từ giống cái nếu có đuôi A thì thành đuôi Ư. Gazeta. Gazeta. À, Gazeta. Đây là danh từ giống cái. Lúc này chúng ta có gì? Ajin Stone. Ajin Stone. Ajin Stone. Đấy, đấy, đấy. Ajin Stone là gì? Ajin Stone đó là một cái bàn. Một cái bàn này. Chúng ta biết là gì? Danh từ giống đực. Đấy. À, nhưng mà đây lại là giống cái. À, thì nó sẽ thành gì? Không phải là Ajin mà là Atna. Anna. Ga. Atna. Ga. Zeta. Atna ga Zeta. Atna ga Zeta. What? Atna ga Zeta tức là gì? Giống cái thì nó lại là Atna, không phải Ajin. Em hiểu chưa? Đấy. Đó. Yeah. Atna ga Zeta. Atna ga Zeta. Đấy. Là một tờ báo. Tak. À, tut. Atna ga Zeta. À, đấy. Atna ga Zeta. À, tut. À, tut. À tút, thế còn đây. À tút, monoga. Gazetui, đấy. Tút gazetui, tút gazeta, tút gazetui. Ta, chitrat, chitrat là một quyển vở. À tút atna, chitrat, atna chitrat. Atna chitrat. À đây có một quyển vở thôi, đấy. À tút, tút, tút chitrat gì, chitrat gì, tút là nhiều quyển vở. Chitrat gì, đấy. À a thành ư, dấu mềm thì thành y, tác bột. À tiếp theo nào? À tiếp theo sang đây. Photographia. À tut atna photographia. Atna photographia. À có một quyển, một bức ảnh. Atna. Atna là gì? Atna. 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 Atna là gì? À, atna là một. À là một. Atna photographia. Atna photographia. Tut mnoga photography. Photography đấy. Đó. À đây là nhà có hai bức ảnh thì có nghĩa là nhiều, nhiều là photography. Y tak. Хорошо, чёча, одна чёча. Một bà cô, một bà gì? Одна, одна чёча. À, hai bà cô trở lên thì là чёчи, чёчи. Đấy. Чёчи. Một bà mẹ, одна мать, одна. Одна мать. Đấy, одна. À, có từ hai bà trở lên thì là матери, матери. Матери. Một cô con gái, одна. Одна дочь, одна дочь. Đấy. À, nhiều thì sao? Дочери. Дочери. Đấy. À, так вот, chúng ta xem nào, ví dụ nào. À tak. Вот тут одна лампа. Это лампа тут, а тут одна. Это лампа ещё одна. Ещё одна tức là còn thêm một cái nữa. À вот тут ещё одна, thế còn vào đây lại có thêm một cái nữa đấy. À ещё, ещё có chữ là có từ ещё, chúng ta biết cái từ này rồi. Đấy. À từ ещё, nhắc lại cho em nhớ nhá. À ещё, ещё đó là còn, còn đấy. À тут, тут ещё, тут ещё. Одна. Тут еще одна лампа. Лампа. А тут еще одна лампа. Đây còn có một cái đèn nữa nè. Тут еще одна лампа. Đấy. À đó, trong lời nói người ta nói như thế. Đấy. Вот так вот. А вот, значит что? Тут одна лампа. Тут одна лампа еще. И тут еще одна лампа. Да? А так, значит это лампы. Лампы. А thành ư. Лампы. Đấy. Вот тут карта одна. Тут карта, тут карта, тут карта, тут карта, тут еще карта, да? А вот тут еще карта. Это значит, что тут карты, карты. Одна карта, много карты, да? Вот, да, дверь, дверь. А дверь к завал. Вот тут одна дверь, да, и кому к да? Тут одна дверь, да? Еще там одна дверь, а дангдай кон кому к да? Вот. Еще одна дверь, еще одна, еще одна. Много двери, двери, а не у кого, или двери, да? Вот тут машина, одна машина, вторая машина, а тут одна машина, тут тоже машина. Это значит машины, машины, видно, да? А да. Вот тут рыба одна большая рыба,
tut ishat na ruba đấy, tut malinke ruba, đây con cá bé này, это маленькая рыба еще тут, маленькая рыба, значит много рыбы, рыбы, рыба, рыбы, đấy, à đó. Thế vậy thì vừa rồi chúng ta đã xem gì? Đó là danh từ giống cái. Đấy, danh từ giống cái. Ta, bây giờ chúng ta xem danh từ giống chung nào. Danh từ giống chung chỉ có đuôi A, O và đuôi Y. O thành A, Y thành Y. Thế là xong. Đấy. Nhột tạc. À, đó. Xem nào. Gia đà nhì. Gia đà nhì là một nhiệm vụ. Nhiều nhiệm vụ. Gia đà nhì ya. Gia đà nhì ya. Ngô đi. Một cái biển. Một biển. À, biển Đông. À cộng thêm biển gì nữa thì thành là Maria. À Việt Nam chúng ta thì có tiếp giáp với biển Đông thôi đấy. À đó, có những cái nước mà nó có nhiều biển tiếp giáp, ví dụ Liên Xô chẳng hạn, nó có rất nhiều biển tiếp giáp vòng quanh đấy. Đó, thế lúc đó sẽ là gì, người ta sẽ nói là Maria. À Unas Moria, Unik Maria đấy. Так, здание. Здание. Здание là một tòa nhà. Đấy. Здание, một tòa nhà. Здание. Nhiều tòa nhà. Здание. Здание. Платье, một cái áo dài. Платье. Нhiều cái áo дài sao nào? Платье. Nhiều cái áo дài. Платье. 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 Письмо, một bức thư. Письмо. Нhiều bức thư. Письма. Письма. Nhiều bức thư. Письма. Письма. Письма là một. Письма. À, một loại bia. Piva. Nhiều loại bia. Piva. 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 Vino. Vino là một loại rượu vang. Vina. Vino. Vina là nhiều loại rượu vang đấy. Vina, nhiều loại rượu vang. Tak. Đấy. Tak. Slova. Slova. Slova là một từ, nhiều từ. Slava. 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 Đấy, nhiều từ. Slava, đúng không nào? Đấy. À thì đến đây chúng ta thấy đó là gì? À đó là cái danh từ giống chung. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem danh từ giống chung sẽ có biến đổi như thế nào. Так, вот. Это у нас тут окно. Окно. Это окно. Это окно. Это окно. Много. Окна. Окна. Đấy. Так, письмо окно. À, đây chúng ta nhìn thấy. À nếu mà один thì là gì? Stone. Один stone đấy. Один стол. Одна ли сана? А, одна. 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 Газета. Да? А, thì письмо. Письмо thì là одно. Em thấy nó biến đổi chưa? Да? Biến đổi theo giống chung này. Одно. Письмо. À, одно письмо. Đấy chưa nào? Đấy. Вот. Thì đây là cái cách biến đổi gì nào? Cách biến đổi của số từ один sang giống đực, giống cái, giống chung. Đấy. Đó. À nhưng mà nó có chỉ có cái số từ adin nó biến đổi thôi. Số từ deva thì nó sẽ biến đổi theo giống cái và giống đực. Đấy. À giống cái, giống đực, giống chung, giống nhau. À, tức là gì? Giống đực và giống chung giống nhau. Thế còn giống cái là riêng. Đấy. À thế số từ 1 thì biến đổi thành 3 giống. Số từ 2 thì biến đổi thành 2 giống. Từ số từ 3 trở đi thì không biến đổi nữa. Đấy. Nó là số nhiều rồi mà. Bản thân từ số 3 là số nhiều. Так вот. Đấy. À так. Тут одно письмо, тут одно письмо, тут одно письмо. И получается письма. Письма. Это много, да? Письма. Да? Да. А так, это вино. Это вино. Это вино. Да? Получается вина. Вина. Да? Много. Вина. Кресло. Вот это кресло. Одно кресло. Одно, одно, одно. Кресло. Кресло. Да. Тут одно кресло. А получается, одно а меня люди, получается, говорят, thành ra là. Получается, thành ra là, да? А, có cái từ получается. Получается. А, получается, да? Получается. Да, là thành ra là, да? А, так, получается là thành ra là hai cái. Thành ra là số nhiều, да? Anh rất là số nhiều. À đó những cái từ mình hay nói ở trong khi giảng bài đó. Получается кресло. Кресло. À hóa ra là thành ra. Ra là кресло. Кресло одно. Кресло одно. Получается кресло. À то же самое. À то же самое. Cũng là ở đây cũng vậy. То же самое. Платье одно. Одно платье. Одно платье. Одно платье. И получается платье. Платье. Да?
Poluchaisa placia. Mặc dù chúng ta chưa biết đây là cái gì đâu nhưng mà chúng ta cứ nói được thế đã. Đấy. À người ta nói gì? Poluchaisa. À trẻ con nó học nói đấy. Trẻ con nó học nói nghe nghe thấy bố mẹ nó nói poluchaisa nó nói ngay. Poluchaisa. Thế còn nó chẳng cần hiểu đó là cái gì. Nó không cần biết đó là động từ hay tính từ hay là danh từ. Bố mẹ nó nói poluchaisa thì nó nói poluchaisa. Đấy. Đó. Đấy. Ví dụ như con nhà mình năm nay nó 4 tuổi rồi, nó hơn 4 tuổi rồi đấy. À nói cái gì nó chiêng ngày cái đấy. Đấy. À, bất cứ từ gì. Đấy. À chỉ cần nói à, ví dụ như là cái giá đỡ điện thoại chẳng hạn, mua cho nó cái giá đỡ điện thoại, nó hỏi: "Đây là cái gì đi bố?" À stoet. Nó hỏi bằng tiếng Nga stoet. À mình bảo: "Это поставка для телефона." À nó khoe ngay chạy ra nó khoe ngay với mẹ nó. Mama, у меня есть поставка для телефона. Mẹ ơi, con có cái поставка для телефона. Đấy. À, nói ngay lập tức đấy, mặc dù nó không cần biết поставка là gì, nhưng mà nó lặp lại cực kỳ siêu luôn đấy. Đấy, trẻ con nó học nói như thế. À, chúng nó có mà chúng nó nhớ lắm nhé. À, chúng chỉ cần nói một lần thôi nhớ, nó nhớ cực kỳ dai luôn đấy. Đó. Cho nên là đấy là cái cách mà trẻ em nó học nói. À, chúng ta học giao tiếp cũng vậy đấy. Tác vụt. Что тут интересного? À, mình nói cái gì nào? Что тут интересного? Ở đây có điều gì thú vị nào? Что тут? Что? Что тут? À, ở đây. Có cái gì ở đây? Интересного. Интересного. Что тут интересного? Что тут интересного? Ở đây có điều gì thú vị nào? À, chúng ta cùng xem ở đây có điều gì thú vị. Вот так. Đấy. À, ở đây có điều gì thú vị? Что тут интересного? Урок. À, đây là danh từ dùng được. Đấy. À khi sang số nhiều thì thành gì nào? Uroki. À tại sao lại là ki? Trong khi nguyên tắc của chúng ta là gì? Danh từ giống được khi sang số nhiều thành ư cơ mà. Phải là uroku. Tại sao đây lại là ki? No. Trong tiếng Nga có 7 phụ âm mà đứng sau nó không được viết ư. Các phụ âm k, g, sh, ch, r. Đứng đằng sau 7 phụ âm này không được viết ư. Mà phải viết thành y. Em nhớ. À thế này thì đáng ra đây phải là ư, nhưng mà do là đứng đằng sau chúng không được viết ư, cho nên người ta phải viết là y, người ta đọc thành y đấy. Urok, nhiều giờ học. Urok. Urok là một giờ học. Nhiều giờ học. Uroki. Uroki. Đấy. Ruchka. À nó bất kể. À em thấy bất kể nhé. À không kể đó là danh từ giống đực hay là danh từ giống cái. Đây là danh từ giống đực này. Đây là danh từ giống cái này. Ruchka. 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 À đáng ra phải là gì? Ruchku, a thì ư mà, nhưng mà đây là gì? Thành ruchki như thế nào đấy. À, thế vậy thì chúng ta chỉ cần nói một lần thế thôi, có nghĩa là gì? Sau những cái phụ âm này không được viết ư, phải viết thành y. Đây là ư, viết thành y. Thế vậy thì chúng ta có các số nhiều: ru urok uroki, ruchka ruchki đấy. Kniga là gì, có nhớ không nào? Kniga là cuốn sách, một quyển sách. À, nhiều quyển sách. Книги. Đấy. Карандаш. Карандаш là gì? Карандаш. À, sang số nhiều. Карандаши. Карандаш là cái bút chì. Đấy. À, là cái bút chì. À, nhiều cái bút chì. Карандаши. 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 Врач. Врач là một vị bác sĩ. Đúng không? À, chúng ta có nhớ cái bài của chúng ta. Врач. Врач. À... Это моя мама, да? Ее зовут Мария, она врач, она врач. Có nhớ chưa nào? Dạ, nhớ. À, nhớ rồi, đấy. Врач, nhiều nhiều bác sĩ thì sao? Врачи, врачи, đấy. Нож, нож là một con dao. Con dao, có nhớ từ đó chứ nào? Khi chúng ta đã học con r, đấy. À, chúng ta có từ нож, нож đọc là нож, нож. Nhưng mà khi sang số nhiều, ножи. Наши. Наши. À đó. Яблоко. Яблоко là cái gì vậy? Яблоко. À яблоко. Đấy. À đây là cái từ mà khi các em học tiếng Anh bao giờ các em cũng học đầu tiên. À apple. Đấy. Các em đọc apple. Đấy là яблоки. Яблоки. Đấy. À thế một điều thú vị là gì? Trong tiếng Anh thì cái từ quả táo là bắt đầu bằng âm A, là âm đầu tiên của bằng chữ cái. Còn trong tiếng Nga thì cái quả táo lại là bắt đầu bằng âm ya, là cái âm cuối cùng của bằng chữ cái đấy. Có điều thú vị thấy không? Đấy. À tác vật. Tác tơ.
À, thế như vậy là gì nào? Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem. Đó là cách biến đổi của danh từ sang số nhiều. Có một điều thú vị là đứng sau 7 phụ âm này thì người ta không viết ư, mà người ta phải viết là y. Cho nên là xuất hiện rất nhiều những cái danh từ mà có đuôi y: Uroki, Ruchki, Knigi, Karandashi, Vrachi, Naji, Yablaki. Đấy. Đó. Thế bây giờ làm sao nhớ được 7 cái phụ âm này? Cứ nhìn nó lòng ngoằng này thôi, nhưng mà đến khi mà chúng ta viết, chúng ta cần chuyển một danh từ sang số nhiều. Ở đây thì các em không phải làm bài tập lắm, nhưng mà trong khi nói chúng ta cần phải lưu ý. Chúng ta có hai cặp phụ âm k, g, r. Đấy. G, r. Thế còn lại ba phụ âm. Nhớ nhớ ba phụ âm này thôi là xong. Còn hai cặp phụ âm này thì nhớ được rồi. Đấy. Đó. Tổng cộng như vậy chúng ta có 7 phụ âm, đúng không nào? Đấy. Đó. Tuy vậy các em cũng vẫn cần phải viết ra trên một cái tờ giấy nhỏ nhỏ đấy. Đó, xong rồi để trên mặt bàn, thỉnh thoảng lườm nó cái đấy. Nhìn đấy, những cái phụ âm này đứng đằng sau nó không được viết ư, phải viết là y. Tắt. Khách show. Tiếp theo. Tạ. Ở đây chúng ta sẽ có một mẫu câu đầu tiên, để khi chúng ta giao tiếp, chúng ta muốn nói với người Nga, chúng ta sẽ nói Скажите, пожалуйста. Xin hãy nói cho tôi biết cái gì đó. Скажите, пожалуйста. Hãy nói cho tôi biết. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Xin hãy nói cho tôi biết ông bà tên là gì, hay là chị tên là gì, cô tên là gì, anh tên là gì. Đấy. Đó. Em nói nào. Từ này nào. Скажите. Скажите. Пожалуйста. Да. Пожалуйста. Да, сейчас он заявит. Скажите, пожалуйста. Да. Пожалуйста. Да. Chúng ta có thể đọc cho nó nhanh này. Пожалуйста. 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 Да, пожалуйста, да. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Пожалуйста. Скажите, Да. пожалуйста. Thì người ta chủ yếu người ta chỉ cần nghe cái từ пожа thì là xong đấy. Thế còn cái đằng sau chúng ta nói gì người ta không nghe đâu. Đấy. Cho nên chúng ta nói gì? Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Да, как вас зовут? Как вас зовут? Да? Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Да? Nếu em nghe, em để ý nghe thấy thì giáo nói là gì nào? Скажите, пожалуйста. 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 Thì giáo nói, thậm chí có không có cái âm này luôn đấy. Скажите, пожалуйста. Пожалуйста. Как вас зовут? Какая там погода? Какая там погода? Thời tiết ở ngoài đó như thế nào? Đấy. Который час? Который час? Который Час. час Час. час Сейчас. час Да. Bây giờ là мấy giờ рồi? Скажите, пожалуйста, который час сейчас? Bây giờ là мấy giờ rồi? Скажите, пожалуйста, вы работаете? Скажите, пожалуйста, вы работаете? Скажите, пожалуйста, вы работаете? Скажите, пожалуйста, вы свободны? Скажите, пожалуйста, вы свободны? Hãy nói cho tôi biết là anh chị có dỗi không? Вы свободны? Đấy. Так. Hoặc là gì? Có thể em đi ngoài đường, một người Nga nói: Скажите, пожалуйста, xin cô hãy nói cho tôi biết, можно с вами познакомиться? Có thể làm quen với em được không? Đấy. Можно с вами познакомиться? Chúng ta có động từ с вами là với làm quen với bạn đấy. Chúng ta có động từ познакомиться. Đấy. Познакомиться. Да, познакомиться. Са. 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 Chứ са nói nhẹ thôi. Са. Познакомиться. Познакомиться. Да. Đấy. Познакомиться. Можно с вами познакомиться? Познакомиться. Да. Có thể làm quen với chị được không? Được bạn với bạn được không? Đấy. Đó. Nói lại những cái câu hỏi chúng ta thường thường gặp này. Đấy. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Em nói thử cả câu dài này. Скажите, пожалуйста, как Да. Скажите, пожалуйста, какая там погода? Скажите, пожалуйста, Какая там какая там погода? Погода? Там là ở đó. Pagoda là thời tiết. Какая là như thế nào? Thời tiết ở đó Какая như thế там nào? погода? Đấy. Đã.
Ví dụ là có người ta gọi điện cho mình, người ta đang chuẩn bị bay sang Nga, bay sang Việt Nam, gọi điện cho em, người ta hỏi скажите, пожалуйста, какая там погода? Cô hãy nói cho tôi biết là thời tiết ở đó bây giờ như thế nào, nóng hay lạnh thì tôi biết đường mà mặc quần áo đấy, kiểu thế đấy. Так. Скажите, пожалуйста, который час сейчас? Chúng ta cứ từ который час сейчас. Который час вас? Который час сейчас? Từ này đọc là сейчас. 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 Который час сейчас? Который час сейчас? Là bây giờ là mấy giờ rồi? Который час сейчас? Скажите, пожалуйста, который час сейчас? Скажите, пожалуйста, вы работаете? Скажите, пожалуйста, вы работаете? Вы работаете? Вы работаете? Вы работаете? Вы работаете? Работа, работа, как говорится, anh chị có làm việc không? Đấy. Скажите, пожалуйста, вы свободны? Вы свободны? Вы свободны? Вы свободны? Вы свободны? Là anh chị có rỗi không? Đấy, rỗi. Đấy. Вы свободны? Вы свободны? Так. Скажите, пожалуйста, вы работаете? Вы свободны? Можно с вами познакомиться? Можно. Можно. Можно с вами познакомиться. 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 Да, познакомиться. Да? Да, познакомиться. Так вот. Хорошо. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem câu. Cái câu trên này thôi chúng ta bỏ qua, dòng chữ đen đen chúng ta bỏ qua. Đấy. Đây có cái con búp bê gỗ này này, nó gọi là Matryoshka. Matryoshka. Đấy, Matryoshka là những con búp bê này, đấy. Matryoshka. Так, хорошо. Đây chúng ta sẽ có mẫu câu này. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Xin lỗi. Đây là gì nào? Hãy nói cho tôi biết là anh chị tên là gì? Đấy. Да. Меня зовут Анна. Ты тоже Анна. Анна. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Да. Đó. Thế vậy thì đây là cái mẫu câu đầu tiên chúng ta học được trong cái cách giao tiếp. Đó là gì? Скажите, пожалуйста. Да. Và đây thầy giáo sẽ ở đây thầy giáo viết cho các em một loạt những cái câu hỏi này. Các em chưa cần nhớ ngay đâu, bởi vì những cái câu hỏi này chúng ta còn nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Đấy. Đặc biệt. Tiếp theo nào, bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài tập như thế này đấy, em phải điền từ vào chỗ trống này đấy. Так, это мой папа, его зовут Илья, он, он, không biết cái hình này, nghe đấy, врач, врач đấy, он врач đấy, врач. Так, это моя мама, зовут Анна. Это зовут, ôi, lộn lộn không phải, его зовут Анна. Không phải его mà là ее, đấy, ее. Ее, ее. Mẹ thì phải là ее, đấy. Так, Анна тоже. Анна тоже, мед сестра. А не, Анна тоже врач, đấy. Nếu mà тоже thì phải là cùng với cái từ này, đấy. Он врач, Анна тоже врач, đấy. И они, và cuối cùng là gì? Они. Они. Số nhiều nè. Они. Они. Они врачи. Они врачи. Они врачи. Đúng là. Вот. Они врачи. Хорошо. Так. А это мой. А это мой. Это мой брат. Брат. Он. Он инженер. Он инженер. Хорошо. А это моя. Это моя сестра. Сестра. Она. Она студентка. Она студентка. А это я. Это я, Виктор. Это я, папа. Нет, я. Это я. Меня зовут Виктор. Тен тоже ла Виктор. Это я. Да, это я. Тен дай ла той. Меня зовут Виктор, да? Я. Я студент, да? Я студент, да? Я студент. Да, я студент. Так, bởi vì ngực áo của anh ta có chữ MGU, trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow. Vậy thì cậu ta là student, đấy. Là может он профессор, кто знает. Hay là anh ta là giáo sư, ai biết được. Đấy. Так, не важно. Хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ có những câu trả lời, chúng ta phải tự đặt câu hỏi nào. Câu trả lời thứ nhất, дайте мой учебник. Câu hỏi là gì?
Ủa chết Đây tôi mua ưu chép nhất là gì nào? Ưu chép nhất là gì? Ưu chép nhất. À đấy. Đó. À như vậy đến đây thì chúng ta thấy là gì? À chúng ta bị quên kiến thức đấy. Ưu chép nhất đó là à chúng ta đã học trong âm ch âm ch à âm ch đấy. À đó Dạ. là à gì nào? Đó là quyển sách giáo khoa đấy. À đó. Ê tôi mua ưu À. chép nhất đã. Ê tôi mua ưu chép nhất. À vậy thì chúng ta phải trả lời À. sao? Câu hỏi Chúng là ta phải hỏi sao? tối hệ tớ Đã phải ờ hỏi nào. tối hệ tớ Nhiệt. Nếu tôi thì không có đa. à Mà câu hỏi mà có đa nhét thì chúng ta đã học ngay trong bài đầu tiên. Trả lời khẳng định phủ định đấy. À đó có nghĩa là gì nào? À nếu mà câu hỏi có đa có nhét thì có nghĩa là câu hỏi dùng ngay cái câu trả lời làm câu hỏi đấy. Dùng ngay chính cái câu này đấy. Có phải không nào? Đấy. À đó. à À chúng ta sẽ hỏi em mới Ê tờ vối chẹp nhỉ. Đấy. etatvo Đấy. Đúng không? Đúng chưa? etatvo Ê tờ tờ vối uchesnik chẹp nhỉ. Trả lời sao? Đấy tôi mua da chẹp nhỉ. À đúng chưa? etamoi uchesnik Đấy tôi mua chẹp nhỉ. À đúng chưa? Ô tạc. Đấy. Đó. À thế bây giờ có câu nào. Mình nhớ giáo bút liền nè. à mình nhớ rất tốt tôi không Câu hỏi tên là gì nào? Cá. các Chỉ bé. các chị bé giáp bút Ra bút. Đấy. À, các chi các biết chị ra bé bút. giáp bút Đúng nè. Bút. chị Các chi bé biết giáp ra bút bút. Đấy. À, các chi biết ra bút. Хорошо. Các chi biết. À, это карандаш. À, câu hỏi này chúng ta biết ngay từ bài đầu tiên. Đấy. Это карандаш. Trả lời sao nào? Hỏi sao nào? что это Да, что это? Đấy. Что это? Это карандаш. Да? А, так, хорошо. Да, он музыкант. Да, он музыкант. это он музыкант À, hỏi sao? Он музыкант. Đấy. он Он музыкант музыкант. музыкант À, chúng ta nhìn thấy он đây chính là câu trả музыкант lời. Đúng nào? Đấy. Thế này. да он Он музыкант. музыкант Đấy. Chỉ có điều nó, mình nâng cao giọng lên thành câu hỏi thì đến khi trả lời người ta sẽ dùng ngữ điệu một để trả lời à với khẳng định đa hoặc là nhét đấy tạc à bên này là đa rồi bên này sẽ là nhét này nhét ê tên mày chỉ trật đây là đa thì đây là Nhét nhét đấy chỉ có điều là ét gì à bên này là chép nhưng bên này là chỉ trật đấy à đúng không Ét tờ ê tờ tê vối Ét tờ tờ chỉ vối trật đấy chỉ trật chỉ trật à nhưng chỉ trật là danh từ giống gì Giống giống gì đây mà thành mai à đây Giống 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 cái à giống gái thành mai à vậy trên này nó phải là gì tờ vôi thành gì từ vôi tờ vai thành à từ vai dạ đấy môi mai vai à tờ vôi thành tờ vai à ê tờ vai á chị từ trật vai giá đấy chip rạch đà nhiệt ê tờ nhìn mai á chị trật đấy à câu hỏi nhiệt yêu vô gia vũ sergei nhiệt yêu vô gia vũ sergei nó cat boy À ở đây em thấy là gì nào? À thì giáo đang nói với em là gì? Nếu như câu hỏi nhé. Nếu như câu hỏi có nhét hoặc đa thì cái câu trả lời này chính là câu hỏi. Hiểu chưa? Đấy, nhưng mà ở đây nó là gì? Ở đây nó là nhét. Cho nên ở đây cái câu hỏi nó phải khác cái này đi một chút thì nó sẽ trả lời thành cái này. Đấy. À đúng không? Thế vậy thì chúng ta sẽ lấy Yevo Zabut Sirigi trả lời. Yevo Zabut Sirigi không tên anh ta là Sirigi. Đấy. Vậy thì hỏi là gì? Yevo Zavut Anton. Tên anh ta là Anton à? Nhiệt. Yevo Yevo Zavut Zavut Sirige. Không. Anh Sergei ta tên là Sirige. Đấy. À đó. À thế bây giờ có. Em tưởng tượng có người đến hỏi đứng gần nhìn em xong bảo. À. Cái cô bé này tên là Thanh à? Cái người đó sẽ bảo sao? Không. Cô này cô Nhiệt tên là Linh. Đúng chưa? Đấy. à À có phải không? nhiệt À thế mà tương tự như vậy. Yêu yếu vô an tôn. sắp một Nhiệt. Yêu vô vô sĩ kìa. Đấy. Như thế nào? Ô tạc. À khá À tương tự như vậy. À đây là hỏi về người. Đây là hỏi thành phố. À nhiệt. Это Петербург. Петербург. Đọc là Petербург. Petersburg Petersburg. Đây là thành phố Petersburg. À thế vậy thì. À người ta hỏi cái gì? Đây là hỏi cái gì? Это Москва. Это Москва. Moscow À đây là thành phố Moscow có đúng không? Moscow Nhiệt. Это Петербург. Không. Đây là Petersburg Petersburg. À tương tự như vậy. Нет, он артист.
On Ô, музыкант. Да, он музыкант. Нет, он артист, да? À, đó thì đến đây thì em đã hiểu cái cách làm cái dạng bài này rồi. Đấy. À tác vụt. À thế thì à, sau khi làm xong, à, nhiều em bảo làm xong xong rồi, gấp sách đứng dậy. Đấy, không phải. Làm xong mới được hai phần thôi, bây giờ phải đọc lại. Đọc lại 5 lần, 10 lần, 15 lần, 20 lần cả cái đoạn này để làm gì? Để cho mình quen với lại câu tiếng Nga. Đấy. Tương tự như khi các em học tiếng Anh, các em phải đọc rất nhiều đúng không nào? Em học tiếng Anh chắc phải đọc nhiều đúng không? Đấy. Hay là không cần đọc gì giỏi luôn tiếng Anh? Không có thầy đọc nhiều này. Đó, thế vậy thì tại sao học tiếng Anh chúng ta đọc nhiều mà học tiếng Nga chúng lại không đọc? À, tưởng ông Putin ông giúp rồi. Thì chẳng có ai giúp chúng ta cả. Đấy. À chúng ta phải đọc thôi nào, đọc nào. Ê từ từ vô ưu chẹp nhỉ. Đó. Et te voi u chep nhịp. Đó. Tiếp theo. Từ cái chỗ thầy chỉ hay là dòng Không dòng không, dưới. à, em cứ đọc tiếp theo. À đó, tiếp theo. À, cà tiệp Các giá chị sa bé ra vụt. vụt. Cà tiệp giá sa vụt. Mình giá sa vụt. Liên Liền, nè. liền, đấy. À đó, Dạ. mình nhớ rút liền. Stoi ta. Et Et tư carvan karandash, et carandash. Carandash ta. das. On. On musicant. On musicant. On musicant. Da. On musicant. Da musicant đấy. Bên này thì em vẫn dùng cái câu đó. On musicant, nhẹ đó, on artist đấy. À, ta. Хорошо. Это твоя тетрадь? Нет. Это Не не моя моя тетрадь. Это не тетрадь. моя тетрадь. Хорошо. Его зовут Антон? Нет, его зовут Антон. Нет, его зовут Сергей. Сергей, да. Это Москва? Это Москва. Нет, это Петербург. 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 Ага, да, так. Петербург. Петербург, да? Хорошо. Он музыкант? Петербург. Он Он музыкант? музыка? Нет, он артист. Нет, он артист, да? Нет, он артист, да? А, вот так вот. А, хорошо. А, thế như vậy đến đây thì sao nào? À, đến đây chúng ta đã cùng nhau làm xong bài tập về số ít số nhiều đấy. À, đó. À, đến đây sẽ mời em làm quen với lại từ mới. À, bắt đầu từ bài ngày tiếp theo. À, chúng ta sẽ bắt đầu học các bài đọc đấy. Đó. Học các bài đọc có nghĩa là gì? Chúng ta đã bắt đầu đi vào giao tiếp tích cực rồi đấy. À, đó. À, để học các bài đọc thì chúng ta phải có từ mới. À, chúng ta cứ có từ mới đầu tiên. Ученик. Ученик đọc là ученик. Ученик đấy. Ученик đó là một cậu học sinh. Excursavot. 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 À đó, cái từ đã excursa vột đấy. À, đó. Từ này đối với các em là hơi bị dài đúng không nào? Đấy. Excursa vột. Excursa vột đấy. Excursa vột đó là gì nào? À đó là người hướng dẫn du lịch đấy. À đấy. À như kiểu là người hướng dẫn viên du lịch đấy, mình gọi hướng dẫn viên du lịch đấy. Đó. À, bởi vì ở đây nó gồm có hai từ ghép lại với nhau. Chúng ta có từ excursia. Excursia. Và động từ vadit. Vadit. Vadit là dẫn dắt. Dẫn dắt một cuộc tham quan thì nó tạo thành cái từ excursavot. Excurs. Vột. Excursavot. Vột. Excursavot. Đấy. Excursavot. Excursavot. Đó. Thế đó là hướng dẫn viên du lịch. Ta, chúng ta có từ izviestny. Izviestny. Izviestny là nổi tiếng. Đấy. Izviestny. À, chúng ta có từ radnoi. Radnoi, radnoi là thân thương ruột thịt đấy. À, chúng ta có từ конечно. Конечно là lẽ dĩ nhiên, lẽ tất nhiên. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái chờ, chữ chờ. À, chữ chờ không đọc là chờ đấy. Đây không đọc là chờ, chờ. Đọc là конечно. 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 Đấy. Конечно. Конечно, да. Tiếp theo chúng ta có từ Правильно, 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 đó là đúng, правильно là đúng đấy. Немного, 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 немного đó là không nhiều, nhiều thì sao nào?
Monoga. Noga. Monoga. À, lúc đầu no. đầu đầu giờ thì giáo đã cho rồi đấy. Mala. 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 À, đó là ít. Monoga là nhiều, mala là ít. Nhưng monoga Mala. là không nhiều đấy. Tá. Noga. À, хорошо. À, chúng ta đọc lại nào. Ученик. Ученик. Экскурсовод. Экскурсовод. Известный. Известный. Родной. Родной. Конечно. Конечно. Правильно. 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 Немного. Немного. Много. Много. Мало. Мало. Как? Как? Какой? Какой? Родной. Родной. Родной язык. Родной язык. А, có từ язык. Я. Язык. 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 Язык có nghĩa là родной ngôn ngữ. Язык. Родной язык có nghĩa là ngôn ngữ mẹ đẻ. Родной язык, ngôn ngữ mẹ đẻ. Родной à, язык. Câu hỏi của chúng ta đây, какой là câu hỏi cho tính từ. Какой là như thế nào? Какой язык, ngôn ngữ gì? Какой язык? Какой язык? Родной язык. Родной язык. Язык. Да? А, родная страна. Родная страна. Là đất nước quê hương. Родная страна. 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 Родная. Là đất nước quê hương. Какая страна? Какая страна? Đất nước gì? Какая страна? Đất nước quê hương. Родная страна. Родная страна. Родной город. Родной город. Город. Город là thành phố. Родной город. Đấy. À hỏi. Какой город? Какой город? Какой город? À, какой город? Город? Thành phố nào? Родной город. Родной город. Đấy. Родной город. Родной город. Хорошо. À, tiếp theo nào. Какой твой родной язык? Какой твой родной язык? Какой твой родной язык? Какой твой родной язык? Đấy. À, đó. À, trả lời. Môi rật nối yê dực. Ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi. Em nói nào. Môi rật nối yê dực. Việt Nam ski. Việt Nam ski yê dực. Việt Nam ski yê dực. À, chúng ta nhìn biết cái gì nào. Tính từ trong tiếng Nga có đuôi y ỉ. Đấy. À, đây là cách cấu tạo từ từ Việt Nam thành dạng tính từ thuộc về Việt Nam. À, Việt Nam ski yê dực là ngôn ngữ Việt Nam. Tiếng Việt Nam. Đấy. À, tạc. À, thế tiếp hỏi. Tiếp theo sẽ có câu hỏi. Какая твоя родная страна? Какая твоя родная страна? Родная. À, thế em bảo, thầy ơi, em vừa mới học, thầy cho em câu dài thế. Được không? Có nghĩ thế không? À, câu dài nó chẳng qua nó gồm có bốn cái từ nó ghép lại thành câu dài thôi, nhưng nó đọc từng từ nó khác thành câu, có gì đâu mà. Какая твоя родная страна? Какая твоя родная страна? Какая твоя родная страна? Да? А, да. Так, ты тема. А, câu này có nghĩa là gì? Какая твоя родная страна? Đất nước quê hương của cậu là gì? Là đất nước nào? Моя родная страна. Đất nước quê hương của tôi. Моя родная страна. Việt Nam là Việt Nam đấy. Việt à Nam. Đó. À thì như vậy đến đây chúng ta thấy đó là gì nào? Chúng ta đã tích cực làm quen với một loạt những từ mới đấy. Những từ mới này chúng ta mới học và chúng ta sẽ để đây đấy. Và sẽ gửi cho em những cái từ mới này để em lưu ý hơn một chút đấy. Đó. Yeah. Thế và trong bài tới chúng ta sẽ học kỹ hơn một chút về từ mới. Sau đó chúng ta sẽ học bài đọc đấy. Хорошо. À chúng ta còn phải học nhiều. Phần từ mới nhiều đấy. À, спасибо, до свидания, cảm ơn em. Hẹn gặp em trong buổi học hôm sau. Пока. Пока, пока. Пока, пока.